Hello 20 anh em, hello 21 người. Và hôm nay sẽ là ngày mùng 9 Tết. Thì hôm nay sẽ có hai đoạn clip để chia sẻ mọi người, tùy theo tấm lòng của mọi người chia sẻ nhiều hay là ít. Clip 2 chia sẻ cho mọi người đủ 100 người chơi trở lên. Clip 1 test cho mọi người tất cả những xe bị hụp ga. Nếu mọi người cảm thấy có hữu ích, mọi người chia sẻ. Đêm nay cực kỳ là hay, clip 2 cực kỳ là hấp dẫn. Không bao giờ mất tiền oan. Được không mọi người? Oshike thì Oshike chia sẻ cho thầy đi. À, hôm nay clip đầu tiên test cho mọi người hết hộp ga, hy vọng mọi người chia sẻ, đừng ông nào hỏi hộp ga nữa nha. Đấy là xe trang bị bộ ba cảm biến. Và kế tiếp nó sẽ là IC của H ý cho mọi người. Đấy, đầu tiên ở đây nó sẽ là con Winner. Winner hay là SH hay là B-Sit hay là Jupiter hoặc là Novo, không quan trọng, cái miễn sao nó là bộ ba. Bộ ba gì không quan trọng nha. Từ đời nhà Minh cho tới đời nhà Tống, từ đời mới cho tới đời cũ thì mọi người phải chia sẻ. À, mọi người cốc gì đây? Ổi, ổi say. Ê, muốn xem hay thì chia sẻ, đông mới khoái. Mỗi người chia sẻ cho một nhóm, bấm vào cái nút chia sẻ ấy, trên màn hình đấy, nhăn lên. Ít bữa nữa tôi phải dạy rồi, tôi không chia sẻ phun xăng điện tử được nữa đâu. Và tất cả những cục IC hắc ý chúng ta cắm một phát ăn ngay, cực kỳ là đơn giản, đỡ phải mất, đôi khi mất 400-500, đôi khi mất 700-800. Mời mọi người uống xin tố, tôi chỉ có xin tố thôi, bia rượu thì cực kỳ là ít. Sao anh Trần Đình Mai, sao mà thầy cười nghe cũng sướng nhỉ? Để chia sẻ. Em xin chào anh trai Nguyễn Dương nhé. Tôi bắt đầu chia sẻ. Bắt đầu trên 50 người, bắt đầu chúng ta sẽ đi về phần 1. 100 người chúng ta sẽ để bô về phần 2. Hy vọng rằng anh em hãy làm được điều đó. Rồi, chia sẻ nào. Ô, xì kê lên. Một cái. Anh em truy cập vào xem nhá. Và khóa học này thì dần dần nhiều anh em cũng tới đây. Khóa này chắc cũng được chục người. Mong rằng được chục người. Mà chục người không phải thì một người cũng dạy. Chục người hoặc hơn chục người. Chúng ta hãy chịu khó di chuyển xuống đây. Trần Đình Mai, bổ cho thầy quả sẻ. Anh em chia sẻ đấy chứ. Chia sẻ lên cho nó nóng. Có cái gì đâu mà chúng ta phải e ngại. Chia sẻ. Tôi sẽ gắn thẻ tay ga thì Tuấn vào cho anh em biết luôn nha. OCK nha. Đang cảm thấy hạnh phúc cùng với tay ga Đình Tuấn đi. Check in tại trung tâm. À, giờ chia sẻ nè. Nhóm. Ê, mọi người chịu khó chia sẻ mấy cái là ngon ngay, có cái gì đâu. Một nhóm này, hai nhóm này, ba nhóm này, chữ chia sẻ cho anh em khỏi mất tiền, tiền oan, gọi là tiền ngu ấy. Đấy, nói một cái câu mà nó cảm thấy khó nghe là gọi là đỡ mất tiền ngu ấy. Ok. Sao nào? 42 người, 8 người nữa, tôi bắt đầu demo phần 1. Tôi không dám bật quạt là mọi người biết rồi đấy. Rồi, chia sẻ đi anh em ơi. Tôi đẩy thêm vài cái nữa, giá phụ tùng công khai. Quy Nhơn. Oshike. Hội xe máy Hà Nội có cho vào thì vào. Hội nồi niêu song chảo. Hội khóa sờ mất cây. Hội sửa xe 80 miền. Phụ tùng xe máy.
Hội Sửa Chữa Miền Bắc Quốc tế Việt Nam đẩy lún càng hết. Bố nào cho vào thì vào, không cho vào thì cúp loát. Mua đất bất động sản Quy Nhơn Phú Cát. Hội Xe Máy Việt Nam chợ giá rẻ Quy Nhơn, chợ phụ tùng ô tô xe máy, hội Ba Miền, chợ lớn Quy Nhơn. Đây, ok, bắt đầu chúng ta tiến hành như sau. Rồi, thì đầu tiên ấy, tôi sẽ test cho mọi người. Và tôi cảm ơn hôm nay anh em đã chốt tôi 3 con sờ mắt tuôn và 1 con motocan cũ. Và tất cả tài liệu ngày mai tôi mới gửi được nha mọi người. Đây. Rồi, hai máy bản R và một bản thường. Và tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi người và phần quà. Và ngày mai bắt đầu tôi hành trình tôi gửi cho mọi người. Cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Bắt đầu không để anh em phải chờ lâu. Tôi bắt đầu test xe. Rồi, tôi sẽ review bằng hai thiết bị máy Motoscan và Smartoon cho quý vị. Đây. Được chưa? Đó. Lau lau một chút xíu bụi bặm mọi người dễ thấy. Thấy chưa? Rồi. Có thể tôi sẽ kê lên một chút xíu cho nó có một cái tầm cao hơn. Ok em. Ờ, để đó, để ngoài cửa thì tí anh dắt vào cho. Em khi nào xây lâu đài? Thằng em xây mà anh khi nào xây thêm cái lâu đài nữa? Khóa đâu, khóa đâu? Ờ. Rồi, bắt đầu. Thì đây nó sẽ là bộ ba. Ở đây mọi người không cần biết là bộ ba gì, cứ miễn sao là bộ ba. Bộ ba Winner thì nó sẽ lắp chung với SH nha. Đấy. Rồi, lít SCR không cần biết, nó cứ là bộ ba. Thì mọi người hãy nhìn vào cái thông số ở đây, tôi sẽ test cho mọi người. Và đây nó sẽ là một rổ TBS. Và ngày mai tôi sẽ gửi cho mọi người luôn. Được chưa? Đấy, và clip 2 tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm IC SH ý. Rồi, bắt đầu tôi sẽ mở công tắc máy. Một con xe hộp ga. Đó. Hộp ga giữa hoặc hộp ga cuối. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra buji, hoặc là đầu tiên chúng ta chẳng cần phải kiểm tra gì cả, để chúng ta đánh cho nó nhanh. Và chúng ta sẽ vào cái gì, phần kết nối với xe. Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng hai thiết bị Motocam và Smartoon. Và tôi test máy, ngày mai tôi gửi cho anh em luôn. Ok. Ở Việt Nam thì lúc này tôi sẽ chọn vào dòng xe Winner X. Nó tương đối với những cái dòng xe mà các bạn bị hằn. Đây, được chưa? Tôi lúc này sẽ vào cái phần động cơ. Và tôi cũng chẳng cần quan tâm đọc hay là xóa hay là khôi phục ECM. Tôi vào ngay cái thông số hiện hành. Nếu chúng ta nghi ngờ nó bị hụt ga giữa hoặc đồng thời ga cuối. Menu đầu tiên nó sẽ chúng ta trải qua chúng ta 4 hàng. Chúng ta bỏ qua vấn đề này. Bởi vì chúng ta cảm nhận ở đây là nhiệt độ tốt. Bởi vì trên đồng hồ nó không chất lỗi FI. Thì tất cả nó sẽ là ok. Chúng ta quan tâm nhất là cái điện áp của TBS là TB. Nó phải là 0,0. Điện áp cho mọi người từ 200 trở lên cho tới khoảng 600 đến 700 mV. Tùy theo mọi người hiệu chỉnh tăng hay là giảm TBS. Được chưa? Thả tim đi mọi người, xem, nghe thì phải thả tim. Cứ ngồi nghe con có thả tim, người đã chương trình như tôi cũng cảm thấy nó hơi bị nặng nặng một tí. Bởi vì mỗi người xem cảm thấy nó hay và bổ ích thì mỗi người thả tim, mà cảm thấy không hay bảo Tuấn ơi mày phét lạc thế cho nó nhanh. Clip 2 trên 100 người tôi sẽ đẩy vô cho mọi người SH ý. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tháo họng ga ra ngoài này đây, tôi sẽ tiến gần cho một con xe cho mọi người dễ thấy.
Được chưa? Rồi. Tôi quay camera thì sau này mọi người được cần cho tôi hỗ trợ về cái hình ảnh rõ nét thì mọi người phải làm được như tôi. Đấy. Cái thứ nhất là các bạn xem thì các bạn muốn sướng, nhưng khi các bạn muốn gặp ba bận khó để tôi xem và hỗ trợ cho các bạn thì cực kỳ là khó, không được như tôi. Tôi đâu có nhìn mắt vào đây đâu, tôi phải nhìn xuyên qua điện thoại. Thì mọi người phải làm được điều đó. Thì cái clip video đối thoại giữa hai người, tôi và bạn, bạn và tôi, thì tôi mới nhìn thấy rõ. Rồi tôi sẽ lên ga, mọi người lên ga nhanh luôn. Tùy theo, có thể các bạn lên từ từ 0,5 cho tới 1 độ, hoặc là lên, tôi lên vèo luôn. Nó bị sút ra, tôi sẽ gắn lại, bởi vì tôi không siết ốc. Đây, tôi lên ga nhanh luôn mọi người này. Nó có 24 độ nhả này. Không không là ok này, lên từ từ này. Hai mươi lăm độ, 29 độ, 30 độ, 31 độ, 32, lên từ từ. Lên từ từ này. Lên từ từ thì không sao, nó khoảng 40 mấy, 50 độ này. Lên từ từ 58, 60 độ, 65 độ, 70. Hết. Đấy. Hoặc là nhiều anh em có thể gia tốc ở trạng thái chúng ta muốn vượt qua một cái xe như thế này, nó sẽ bị è lại. È 63 xuống è. Đây mọi người nhìn này. Đấy, è. Thì lúc này mọi người hãy báo khách hàng chết TBS. Mọi người không cần phải kiểm tra cái thứ gì khác cả, bất kỳ một xe gì. Yamaha. Nói chung là cứ cái bộ ba cảm biến các bạn chơi như vậy. Ok chưa? Rồi tôi sẽ test con thứ hai. Rồi con này hiện tại đang bị lỗi lầm. Đó, lỗi lầm. Đó mọi người, lỗi lầm. Rồi mọi người nhớ ở trong này sẽ có cộng sin. Cộng sin. Rồi bắt đầu tôi sẽ lấy cái rổ dưới này tôi test cho mọi người. Tôi bán cho mọi người luôn luôn, tôi được test trước. Rồi gắn vào. Đây. Và tiếp tục tôi sẽ kéo nhanh cho mọi người này. Chúng ta muốn vượt xe khác, đồng tiền bấm ga phải mở hoàn toàn hết. Thì lúc này nó sẽ là bao nhiêu? Không được đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chưa cắm rắc. Đúng không? Đúng, có nhiều ông mẹ chưa cắm rắc vào lại kêu là không độ. Rồi nó đang bị chói ánh đèn. Rồi tôi sẽ gắm rắc. Đó. Mọi người nhìn vào đây. Lúc này điện áp nó sẽ là 526mV. Thì góc mở bấm ga nó là không là đúng. Tôi sẽ kéo này. Hết ga 71 độ. Điện áp sẽ là trên 4V. Đó. Tắt không. Lên. Đó. Nó là OCK. Đó là cái đỉnh của nó khi mà ngáp hết đồng tiền. Rồi, rồi lúc này tôi có thể lên từ từ. Thì chúng ta không cần phải lên từ từ đâu, chúng ta cứ làm như vậy, chúng ta sẽ có cảm giác dễ hơn. À, 60 mấy, 68, 70, 72, điện áp sẽ là 4V3. Rồi, đó là OCK. Đó, tôi bán cho mọi người, tôi luôn luôn test như vậy. Một con thành công tôi sẽ đánh dấu cho mọi người xem. Và mọi người hãy 100 like, tí nữa tôi sẽ demo cho mọi người cục hát ý. Ok. Rồi, tôi sẽ bỏ cái góc. Thì lúc này tôi sẽ test tốc hành cho mọi người. Mọi người đừng có hỏi nó là của AB hay là của SH hay là của IA, nó như nhau hết. Được chưa? Nó là như nhau hết nên mọi người không cần phải hỏi. Rồi, tôi sẽ kéo tiếp tục. Rồi, nhả bóc lên một cái nữa. Chúng ta muốn an toàn, chúng ta chơi khoảng 3 cái. Rồi, OCK.
Nó đơn giản như kẹo mút vậy thôi, vậy mà anh em làm vẫn không xong. Nó dễ như kiểu kẹo mút. Rồi tôi đánh dấu Oshike X. Vậy mà anh em cứ phải đăng bài hỏi hoặc là phải coi thông số hiện hành làm cái gì cho nó mệt. Hỏi làm cái gì kết thúc là múc. Rồi con thứ ba lên. Đó. Hay. Oshike, thấy không? Mọi người cứ lăn tăn làm cái gì hỏi bất kỳ dòng xe nào, bởi vì sao? Nó làm việc khá là nhiều, chúng ta cứ phải thay đổi giá trị điện áp, tăng ga và giảm ga liên tục, nó sẽ hư. Tiếp tục. Được chưa? Đó, dù là SH và Winner hay bị nhiều, dòng xe nào cũng bị hết, tùy theo nó hư nhiều hay hư ít. Đó. Đó. Đó, điện áp lúc nào phải trên 4V là ok. Nó nằm 4V là được. Đó. Thấy chưa? Đó. Bán một con TB này lời chẳng được bao nhiêu, ngồi test cho mọi người thấy không? Mọi người yên tâm. Rồi tôi test thêm khoảng vài con nữa, tôi sẽ chuyển qua H. Xe mua về mấy chục triệu, mua TB về nhà để test. Anh em nào cần TBS bộ 3, inbox luôn. Mỗi người khoảng 2-3 con vào xong. Dễ như cơm bữa. Rồi về nhà lắp cho Basic Winner. Lượm tiền mọi người ạ. Cứ chẳng chịu chứa gì cả, lâu lâu có Winner hoặc SH vào. Mẹ cứ hụp ga đi remap. Quá anh ơi, anh ơi. Trời ơi, đồ có xe này hụp ga em remap mà chạy vẫn hụp. Mới bố có mà ri trời. Mới bố hiệu chỉnh AF, mới bố remap có mà ri trời. Bởi vì tất cả nó phải là ngon thì chúng ta mới remap hoặc là hiệu chỉnh AF được. Mẹ chứ không phải là một con xe nó hụp ga phát rồi có bố lại remap rồi các bố lại gọi. Anh ơi, đủ remap. Ồ mà lấy tiền khách nó bảo vẫn hụp ga. À. À, đúng không mọi người? Để mọi người chưa kiểm tra gì cả, thông số chưa ngon lành cần đào, mọi người cứ đầu đè ra mọi người remap mà hiệu chỉnh AF. Nè nè. Không có em. Anh chỉ có sửa thôi. Có em, mai ghé anh coi này. À, được không? Đấy, nó đơn giản như vậy thôi mà có cái gì đâu mà chúng ta cứ remap mép mép mới trả LF. À. Ok, anh em thấy không? Nhiều lúc anh em gọi xong các hàng bảo mẹ mày remap mày hiệu chỉnh mẹ xe vẫn còn hụp, bởi vì chúng ta làm chưa tới. Ô xì kê, mẹ Winner mua 30 triệu bạc về nhà mua TBS về nhà chỉ có việc test bán quý vị vậy, và mà quý vị không ủng hộ thì cũng buồn lắm thôi nhá. Live stream chia sẻ ban bận cho quý vị mua xe Winner X, mẹ 30 triệu về nhà tháo giặt áo ra để ăn xong chỉ có test bộ 3 cho quý vị. Vậy mà nhiều quý vị không ủng hộ, Đình Tuấn cứ mua ở đâu ấy. Xong về nhà chết sặc, anh ơi em mới thay TBS tại sao vẫn hụt. Mẹ mua phải hàng đều. Mua của tôi lỗi, trả lại. Bởi vì tôi test kỹ lắm. Đó. Anh em hiểu không? Đấy, chuẩn bị là ủng hộ phụ tùng cho tôi. Test cho nó có uy lực. Bữa nay tôi chịu khó tôi ngồi tôi test hết phụ tùng. Kim phun tôi ngồi tôi test hết cho mọi người. Đó. Mai mới được anh ơi. Hôm nay shipper người ta đi có vấn đề. Mai em gửi. Đó, đây. Đó, ủng hộ Đình Tuấn hai con mừng xuân đi. Đấy.
đơn giản như anh Tâm Nếp thì phải thật sự vài con hộp ga tôi phải nói xạo với các bạn chứ, trừ khi bị bận nặng, riêng cái hộp ga này có mà nhắm mắt thì cũng bắt ra bận hết. Đấy mọi người hiểu không ạ? Mới người 2-3 con SH cũng vậy, trời ở khu vực em ít SH lắm, ít winner, thế lâu vào nó cho ăn tận mồm mà cuối cùng không biết ăn rồi xong cũng bị TB nó hằn dao ái đó. Tóc 70 độ là lượng kẹo. Tại sao mày có mấy trăm ngàn thế mà thằng kia nó rủ đi nhậu mẹ nhăn lắm. Xong rồi nó bảo thôi mày ơi đi giải mỏi đi massage chút, hết mẹ tờ châu săn, mai về nhà đau hết cả lưng, chẳng có cằn nhằn. Mua cái này về nhà bẻ trong tủ lại cảm thấy tiếc. Tiếc một năm sau không bán được thì trả lại tôi. Bán lại tôi mua lại. Nhớ không? Bán phụ tùng phải có xe này, test cho mọi người này. Nhiều bố bán phụ tùng mẹ xe chẳng có, lên trên mạng thì mẹ live stream như thần thánh, chẳng biết là mẹ nó có xài ngon hay xài dở, cứ live stream mẹ hàng bao. Mẹ test thế này còn chưa ăn ai, chứ huống chi là mới bà bảo bao, mới ông bảo bao, bao cái lô rốn. Mẹ ngồi đây bẻ từng tay ga test hết cả máu. Mẹ nhiều lúc nó còn lối lên lối xuống, trăm con nó mất cha mất 5-10 con. Thế lỡ mai gặp cái ông ấy đen đen, ông mua ngay con đấy vào, xong về nhà toan. Đấy, hiểu không? À. Rồi 100 người đi, chia sẻ 100 người đi. Tí nữa tôi sẽ hỏi mọi người cái này và đồng thời tôi sẽ giải ban cho mọi người luôn. SH. Rồi, 72 độ này. Đó, phập phập. Rồi còn có vài con nữa, ít con nữa test luôn cho mọi người. Được không? Để đầu tư một dàn xe bao nhiêu tiền ăn xong chỉ có test cảm biến và đồ chơi để bán cho quý vị, quá yên tâm. Đấy, nhiều bố bán phụ tùng chỉ bán bằng cái mồm không. Bán bằng cái mồm không thì chưa đủ, chúng ta phải bán bằng tay nghề. Chúng ta phải có đồ chơi đúng không quý vị? Hay không quý vị? Nói vậy có mất lòng không quý vị? Cho cái ô xì kê. Ủa nó ngồi test đi để gãy lưng. Vậy mà từ bấy chẳng ông nào chốt đơn cả. Tôi cũng thấy buồn bã hết cả cuộc đời này. Từ bấy live stream gần 100 người coi, chẳng có ông nào bảo vào Zalo mẹ nó ủng hộ 2-3 con. Buồn thế là buồn. Buồn, đêm nay có vẻ là hơi bị buồn. Có thể đêm nay live stream không coi ngày. Nhớ ạ. Đêm nay có vẻ live stream không coi ngày thì phải. Đúng không quý vị? Truy cập vào Zalo 0909755993 mới ông ủng hộ 2 con đi nào. Khu vực nhà các ông có SH hoặc là winner các ông ủng hộ. Đó. SH đèn led 27 29 winner. Truy cập vào Zalo 0909755. Anh em nào đang cầm điện thoại anh em đưa những cái số Zalo lên một chút. Mẹ nó dễ như thế này này. Dạy mà cứ chết ở trạng thái TBS báo cái lỗi số 8 và đồng thời hụp ga. Ngay là lại thần tài. Mai mùng 10 mới gọi là thần tài. Thêm mô tô. Ngày mai mới gọi là ngày mùng 10 mới gọi là ngày ông thần tài. Nay mới có mùng 9. Trần con hái Zalo vậy mới gọi là anh em tốt chứ. Mẹ lời con TB đâu được bao nhiêu tiền đâu, ngồi test cho anh em quá tỉ mỉ, còn hơn đi mua thằng khác. Mua thằng khác rẻ hơn 5.000 hay 10.000 về nhà mẹ khéo lại toại, khéo lại ứ trả được. Mua Đình Tuấn để nó có tóc. Này nó đầu tư cả máy motocan này. Ngồi nó test. Rồi bây giờ tiếp tục đầu tư con Smartoon nữa, ngồi test phụ tùng. Có thằng nào mà đầu tư mẹ winner mấy motocan và mô và Smartoon để test phụ tùng cho quý vị không? Rồi bây giờ chuyển Smartoon. Con nó có đúng hay là sai? Quá làm ăn đầu tư của winner. Cả tun cả can. Ăn xong chỉ có test TB này thì phải chắc là tới mùa quýt không lấy lại vốn. Can và tun. Đấy, tun đấy. Tun ngày mai gửi đi này. Rồi,
Tool này thì nó hơi nhòe chút. Được chưa? Động cơ. Tool này thì nó kết nối nhanh lắm quý vị ạ. Chúng ta không cần phải chọn Winner X. Động cơ tự động nó sẽ tìm. Rồi chúng ta vào dữ liệu. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua nhìn thấy TBS ở đây nhá. Hơi bị nhòa đúng không? Rồi, màn hình này nó màu xanh. Hơi bị nhòe một chút xíu nha quý vị. Tôi sẽ căn chỉnh cho nó hết nhòe. Rồi, được chưa? Quý vị nhìn vào cái vị trí bướm ga không độ và điện áp TBS nó không thế này là đương nhiên nó sẽ bị báo lỗi này. Bởi vì điện áp ở không ở trong giải nên nó sẽ báo lỗi cho quý vị là 8 nháy ở trên đồng hồ. Hoặc là nó dưới 200mV cũng xuất hiện cái lỗi số 8. Nha. Đấy quý vị lưu ý. Nên cứ lỗi số 8 quý vị mò cuối cùng nó đang bị lật TBS. Đấy hoặc là nó bị cần cong cái ngàm nên nó xuất hiện cái lỗi số 8. Đấy. Chỉ có mỗi anh Tuấn Thành Đạt. Tuấn Thành Đạt là ai nhỉ? Em không quen ông đấy. Anh Hoan Hô ơi. Em không quen ông ấy cho lắm. Em với ông ấy chưa kết bạn. Mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ là 507mV. Anh em yêu mến để cái số điện thoại Điện Tuấn lên đó. Anh em truy cập vào Zalo và tham gia khóa học luôn thì nó hay đấy. Chuẩn bị 100 người rồi. Tôi sẽ chơi lớn mọi người đêm nay luôn. Thank you nha. Anh em chờ trong giây lát tôi sẽ ghi cái số Zalo. Nhiều anh em ở đây kêu ở anh em tình nghĩa sâu xa lắm. Từ bấy bảo ghi dùng cái số điện thoại của tay ga Điện Tuấn mà chẳng ông nào ghi cả. Mẹ nó buồn thế nhỉ. Mẹ mình vừa like mình phải ghi số điện thoại đấy chứ. 0909755993 Zalo cho em nhá. Mẹ buồn ghê gớm. Rồi, Zalo lên ở đấy. Zalo. Zalo 0909755 ghim này. Em ghim cái đã. Ghim. Rồi, Tuấn Thành Đạt ghim. Ghim dùng tay ga Điện Tuấn. Rồi, lên này. Đó, 70 độ, 71 độ này. Chúng ta cho dao động 70 độ là được. Trên 4V là được. À, nhìn thấy không? Tóc tóc. Ô xì kê. Mỗi người ủng hộ vài con này. Mẹ nó mắc hơn thiên hạ 5.000 con cũng được. Cũng phải mua bởi vì nó sự an toàn quá tuyệt đối. Đúng không? Mẹ thiên hạ nó bán 270, Điện Tuấn nó bán 280 cũng mua. Hay là thiên hạ nó bán 301, thằng tay ga Điện Tuấn nó bán 300 thì cũng mua. Đấy. Bởi vì cái nó sự tuyệt đối nó quá cao. Đầu tư cả Motocan, cả Smartoon, cả con xe nữa. Nó rơi vào 50 triệu, hơn 50 triệu để test TBS. Đó. Rồi, 3 con nữa, 4 con nữa tôi làm luôn và chúng ta sẽ chuyển qua phần 2. Thấy chưa? Lên nè. Lên nè. Tóc tóc nè, 71 độ này, nhanh lên, 72 độ. Quý vị nhìn thấy không? Đánh dấu ở đây, đỏ đỏ chút, bút lại hết mực. Ngày nay đèn thế. Zalo đi mọi người ơi. Hai ba con vào. Mẹ đi ăn nhậu massage, mẹ mất tiền, ngày mai lại đau. Vẫn đi. Đầu tư TBS này thay lời 1 gấp 3 thì không chịu. 70 độ này. Ô xì kê này. Tiền ngay ở trước mắt không làm. Để rồi khách hàng ban tối người ta đi vào hụp ga, chẳng có mà làm lại mò mẫm. Tôi chuẩn bị kinh doanh phụ tùng, yên tâm mọi người. Tôi bán cho mọi người sập sàn luôn. Tôi bán đều có bảo hành. Mọi người có thể quay phụ tùng, quay đầu. Đến 18 em vào mua luôn. Ô xì kê. Mới anh em vào 18 vào đây tôi tặng cho mỗi người một con. Khỏi cần phải mua. Mua con thứ hai trả tiền. Anh em đã bước chân tới Điện Tuấn lì xì mỗi người một con. Khỏi cần phải mua. Về nhà làm cái vốn kiếm tiền mọi người ạ. Được chưa?
vào đây thì khỏi cần phải suy nghĩ mua. Con đầu tiên tặng lì xì. Ok không? Mà chơi với Tuấn nó cứ tẹt bôi. Kết thúc. Đánh dấu hết OCK. Đó. Rồi, bây giờ tôi hỏi đố, hỏi xoáy, đắp xoay. Rồi, để xong một tuần đây. Tôi phải nói sao anh em chứ, ở Việt Nam này người ta bán, tôi bán smartphone đứng thứ hai ở trên Việt Nam thì không có ai đứng số 1. Nói về bán máy từ Tết đến giờ. Còn ngày qua Tết này tôi chẳng biết. Nếu mà từ hôm mà mùng 7 giờ tôi ship hàng Việt Nam tôi đứng thứ hai thì chẳng bao giờ ai đứng số 1. Nếu một cái thằng sửa xe quê như tôi, ngày mai ba con smartphone và con cam cũ lên đường. Hứa mới lòng như vậy điều đó. Rồi bây giờ tôi hỏi mọi người một câu này hay này nhá. Mọi người không mất cái tiền oan, gọi là cái tiền ngu ấy. Đặc biệt anh em khu vực nào có hát ý. Bây giờ tôi hỏi mọi người phải trả lời. Và bắt đầu tôi sẽ giải thích. Zalo nhá. Đấy, tôi sắp hết sạc. Tim đâu? Rồi. Bây giờ mọi người không mất tiền oan này. Thì mọi người chắc là biết SH nhập rồi, SH ý rồi, IC nó liền họng rồi. Theo mọi người lắp một con IC SH ý 2010 có bộ ba à có gì có cảm biến gốc 5V. Mọi người muốn lắp vào SH208 hoặc là SH đời đầu không có cảm biến gốc nghiêng, nó xuất hiện cái lỗi 54, anh em phải làm cái gì? Nếu không hiểu, viết comment tôi lại đọc lại câu hỏi. SH2010 của nhập có trang bị cảm biến gốc nghiêng 5V nằm ở sau đuôi gọi là đèn lái. Bây giờ chúng ta muốn lắp cho đời 208 không có cảm biến gốc thì đương nhiên lúc này động cơ vẫn nổ máy bình thường và xuất hiện cái lỗi 54, mọi người phải làm cái gì? IC để zin không lại nắp. Rồi mọi người phải làm gì? Và nhiều thợ khác nó chẳng biết các bạn phải làm cái gì. À, nên nhiều lúc các bạn bị mất cái đồng tiền đấy hết 4-5 lít mà các bạn nhìn thấy như zin đúng không? Đấu thêm chờ vào đâu? Các anh phải viết comment cho đoàn hoàng. Viết comment ở đâu? Đấu ở ngoài hay đấu ở đâu? Đấu ở đâu nào? Nhìn vào con xe, quay trước, quay sau, quay hết cả dàn nhựa hoặc là mở hết cả dàn áo, chẳng thấy chờ ở đâu. IC không được bung nắp. Nắp mùi rùa ấy à? Nắp inox ấy. Để đậy cái turbo ấy. Rồi comment đi hay nè. Ngày mai vỡ vẩn thì mẹ con turbo 2010 lắp cho 208 đỡ phải mang đi chỗ khác mất 4-5 xị hoặc là 7 xị. Anh ơi, tun mới mua với anh dùng được 2 lần có đổi lấy tun được không? Zalo đi. Rồi anh em comment đi. Mạnh dạn vào. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ không có máy thì làm cái gì? Bây giờ tôi nói vứt hết cả máy luôn. Không có dùng máy, dùng móc gì cả. Được chưa? Máy móc cái gì? Vứt hết cả máy. Không có dùng máy, dùng móc gì cả. Làm không ai thấy luôn. Được chưa? Rồi các bạn làm sao? Comment nào. Máy xưa rồi. Thế bây giờ lâu lâu off hết phải. Ví dụ nhiều ông không làm nhiều phải đầu tư cái máy. Hoặc là mang quê thằng kia nó bảo hù ma dọa khỉ thì vẽ ta phải đổ phần mềm này qua phần mềm kia lấy mình 5-7 lít à. Để off cái lỗi 54 à. Tôi chỉ cho các bạn một phát một. Im nhíp. Không thay dấu luôn. Rồi các bạn để lại comment nào. Mau lên. Vũ Thi.
để dùng máy để máy bây giờ mới ra mà. Nào, không có phải tốn tiền mua cảm biến góc, nối vài sợi dây điện lôm côm làm không thấy dấu. Giả lập tín hiệu ăn lấy gì giả lập tín hiệu, ăn nó phải treo trên xe à? Đấy, vào chủ đề. Anh em nào biết ở dưới này comment mạnh lên. Và có anh em ở trong này khi nào xuất hiện cái lỗi 54 bị người ta thịt chưa? Thì giơ tay lên. Anh em nào bị thịt rồi thì giơ tay lên. Bảo Tuấn ơi, tôi mẹ bữa mẹ tôi lấy cục turbo ở phía Bắc anh em hay gọi là turbo. Má 2010 mua mé cục IC 2010. Về nhà lắp vào 208 thì phải cứ xuất hiện cái lỗi 54 mà. Mang qua thằng kia nó bảo đổ phần mềm thì lấy 5 lít. Giơ tay. Mới ông giấu nghề, mẹ giấu nghề tôi làm cho bung lụa luôn chứ. Giấu nghề làm gì ăn Linh Nguyễn rồi. Anh em phải biết, anh em phải chia sẻ chứ. Tôi làm cho bung lụa luôn chứ chỉ phải chia sẻ. Mạnh dạn lên. Không phải mua cảm biến góc, cảm biến mẹ gì hết. Không phải đi mua mấy sợi dây hoặc là câu trở bên ngoài, hoặc là phải mở cái nắp này lên nó mất zin của người ta. Nếu con turbo còn zin thì sao? Mọi người mở nắp turbo lên à? Rồi mọi người câu trở bên ngoài quá dễ. Cái con turbo là gì đâu? Nó chả là gì cả. Nó gửi một cái điện áp 5V cho con cảm biến góc. Và con cảm biến góc phải gửi tiếp tục điện áp trả về để nó tắt cái lỗi 54. Nó cho đi 5.000 thì nó phải nhận khoảng về 1, 2 hoặc là 3.000 hoặc là 4.000 trong cái giải điện áp, không phải 5V cho tới khoảng 2-3V gì đấy. Đó, tôi nói như vậy thì theo các bạn giả lập thì các bạn dùng điện trở, các bạn câu ở ngoài nó xấu. Đó, tương đương là bao nhiêu? Anh em co rồi gắn vào. Gắn ở chỗ nào? Bây giờ em nói con turbo của 2010 thì có cảm biến góc đằng sau. 2008 thì không có, 2008 nó có một con rơ le chính và gì? Và một con rơ le bơm xăng. Đó. Đó, như thế đi, em nói nôm na như vậy đi. Đấy. Hoặc là nó là 12V chẳng hạn như vậy đi. Đó. Cứ nói như vậy nó sẽ là 12V chẳng hạn như vậy. Nhưng bây giờ lấy con mà 2010 lắp qua 2010 nó 5V mà lắp qua 208 mấy chẳng hạn thì anh em phải làm cái gì? Comment mọi người, comment mọi người, câu chở ở đâu? Câu chở cái jack dây điện à? Mọi người mở turbo ra hả? Anh trong đồng anh comment lên à? Em sẽ chỉ cho mọi người, ngày mai mọi người có mẹ có phải nhắm mắt mọi người làm cũng được. Được chưa? Đấy. Và thì Tuấn sẽ vui thôi. Nếu đụng chạm tới ai thì rất mong mọi người lượng tình tha thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Và có ông nào bị ăn kẹo chưa? Có ông nào bị cái lỗi đấy mà mang đi nơi khác mà nó làm cho 4-5 lít chưa? Giơ tay, có cái gì đâu phải ngại nhỉ? Nhiều cuộc sống này ai cũng mất tiền ngu, bản thân tôi còn đây còn mất tiền ngu. Thì phải comment chứ. Ở khu vực nào có ông nào, quái thác nào giơ tay lên nào. Bấm cái OCK, ghi cái từ là OCK. Khu vực ông nào có quái thác nào. Còn không quái thác thì thôi, quái thác thì gọi cho tôi chẳng hạn như thế. Dùng máy xưa rồi. Bên nhiều anh em không có máy thì dùng cái gì? Dùng máy ỏm. Ỏm cái lỗi 54. Vũ Hoàng. Rồi khu vực anh em nào có SH không? Không có SH thì thôi. Có SH thì mai alo cho tôi. Mới anh em là chắc chẳng sửa SH bao giờ. Để tôi thấy thì nói với SH ý thì thấy anh em ít tấm tắc nhỉ. Ok, tôi chỉ cho anh em từng màu dây luôn, từng cái chân nó luôn. Được chưa? Tôi chỉ không chỉ thôi, chỉ nhiệt tình tôi viết cho anh em, tôi chỉ đúng màu chân để anh em cô lập luôn. Không thấy dấu. Một người thợ bình thường đố thấy các bạn can thiệp con điện trở ở đâu luôn.
tôi nói thật, nắp turbo vẫn để zin. Ai mà đi hơ cái nắp turbo ra mà để mẹ bậy ra mà để câu chở trong đấy thì mẹ nó mất zin cái nắp turbo chứ. Hay là đây này, tôi live stream cái này cho mọi người. Hay là mọi người bây giờ cắt, cắt đây mọi người câu chở. Mọi người cắt đây câu chở á. Bây giờ mọi người có nhớ chân nào không ạ? Rồi. Mọi người có nhớ chân nào không ạ? Mọi người đếm cho tôi cái nào. Nếu anh em nào nhớ. Anh em nào hay sửa SH chắc nhớ chân này. Hay là câu điện trở bên ngoài này. À, tước một sợi dây điện bên này, tước sợi dây điện bên kia là câu chở gì? Dễ òm. Thế là khác nó xìa vào, nó nhìn sờ sờ, thấy con điện trở. Hoặc là một con turbo zin người ta ai đi bung cái nắp trao bao giờ. Mọi người hiểu không? Để chia sẻ mặn lên 150 người chơi được không? Đây, mọi người đến được cái chân từ bên nào qua là chân số 1 không? À, tuột vào lát lên. Rồi. Rắc hát này. 8 này 10 xài chung có mối cảm biến góc. Rồi comment mạnh lên. Mà hình như cuộc live stream này có bạn nào là bị thịt cái lỗi này bao giờ chưa? Anh em chia sẻ cho nhiều trang nhóm mà có anh em nào bị thịt chưa? Thịt thì bảo bị thịt. Mà chưa bị thịt thì chưa bị thịt. Ok anh làm được anh ơi. Quá thông minh gì anh? Nói chung ở trên Việt Nam có tất cả những dòng xe này là em làm được hết. Ôi giời, phải đấu con iOS 4007 từ dây tín hiệu về ECM. Đấu sao anh Hưng Thịnh? Rồi anh em chưa biết cái gì hết rồi. Đâu anh em đấu kiểu gì đâu. Rồi. Thôi bây giờ tôi chỉ mọi người nhá. Rồi mọi người về nhà tự khó tư duy nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy tài liệu, tôi sẽ chỉ cho mọi người cô lập đơn giản cắt đấu để cho nó đảm bảo đúng không? Mọi người lúc này tôi không cần chỉ chân IC nữa nhé. IC các bạn nhớ tôi chân số 3. ECM này. Người ta còn gọi là turbo. Turbo. SH ý. Được chưa? 2010. Chúng ta sẽ lắp cho 208. Rồi tôi vẽ rất kỹ, tờ giấy nó hơi bị rắt một chút xíu nhưng nó cũng đủ. Các bạn nhớ tôi chân số 3. Chân số 3 nha. Rồi. Và tiếp tục ở bên dưới này nó sẽ là chân số 9. Chân 19, sorry. Là chân tín hiệu đấy ạ. Tín hiệu điện áp gửi về là IC nhá, từ cảm biến góc nhá. Điện áp. Rồi. Thì hai chân này nó sẽ song song với nhau bởi IC này nó có hai hàng. Được chưa? Hai hàng, hàng trên và hàng dưới, số 3 và số 19 nó thẳng tắp với nhau. Tôi nói ví dụ như thế này luôn.
Đây, IC SH ý tôi đang mô phẩm như cục IC Attila, mọi người có thể tư duy nó chỉ có hai hàng như thế này thôi. Được chưa nào? Thì mọi người sẽ nhìn nó ngay ở số trên này số 3 và dưới này nó sẽ là 19. Hiểu không? Bởi vì IC của nó một hàng nó chỉ có 16 chân. Đếm từ 1, 2, 3 và tới đây là 16. Và chân số 17, 18 và 19. 3 và 19 nó song song với nhau. Hiểu chưa? Hiểu bấm cái OK. 3 và 19 nó sẽ song song với nhau. Bởi vì một hàng nó là 16 chân. Hai hàng sẽ là 32, 3 và 19 song song. OK hàng loạt cho tôi một cái, tôi bấm cho mọi người một cái một xong. Không thấy dấu luôn. Không mổ IC nhá. Ở đây, tôi ghi ở đây. Đó. Tôi ghi rõ ràng cho anh em ở đây. 32 chân. Bằng 32 chân nha. Đó, chia thành 2 nha. OK hết hàng loạt. Tôi khoái cái từ OCK nữa thì hay này. Mọi người viết thêm cái chữ OCK này nữa thì hay này. O này. Xì kê này nữa thì nó tuyệt vời luôn. Tôi lại khoái với cái từ đấy cơ. Để OK thì nhiều người đọc quá tôi thì luôn luôn phát âm cái từ OCK. Tôi vẽ ở đây mọi người thấy không? Vẽ rất rõ ECM Turbo SH ý 2010. Chúng ta gắn cho 208 có 32 chân để chúng ta giả lập cái cảm ứng góc 5V đấy. Đấy, mọi người có thể chụp cái tờ giấy hoặc là mọi người có thể ghi, tôi không muốn ghi đầy đủ. Tôi mà ghi đầy đủ thì nó chuẩn không cần chỉnh. Bấm hàng loạt cho tôi một con IC của Turbo của SH ý. Cho nó vui thả tim lên chứ. Mẹ bây giờ tôi chốt kèo một cái nó xong mất tiêu rồi. Đây, song song với nhau. Thấy chưa? Mặn vào. Tay đâu, tay đâu. Đúng rồi, nó vậy mới gọi là tình nghĩa anh em với Đình Tuấn chứ. Còn nhiều người xem không mà không bấm mà thả like thì cũng buồn. À, ăn cái kẹo cái đã. Ăn cái bánh quy một cái. Đói bụng quá cả nhà. Mày ước gì mọi người ở đây bao tô tô phở. Đấy, nó mới tuyệt vời. Đấy. Đấy, 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 tôi khoái với cái từ đấy. Thì tôi chẳng được gì các bạn cả. Nhưng ở đây là cái kiến thức tôi biết tôi chia sẻ cho mọi người thôi. Tôi chẳng được cái lọc gì cả. Mọi người tin tưởng thì mọi người ủng hộ phụ tùng, tham gia nhóm học, mua máy. Các bạn nào cảm thấy tôi khoái tôi ấy, thì chỉ giới thiệu bạn bè, mua đồ của tôi cảm ơn. Thằng tóc ở đây đúng không? Được chưa? Và tiếp tục tôi hỏi một câu nữa mọi người phải trả lời. Ở trong con IC SH ý ở trong này có lớp keo cao su mềm mềm đúng không? Ý ốt ngược ngược cái gì? Ăn Hưng Binh ơi. Ngược ngược cái gì mà ngược ngược? Và anh cảm thấy cái bài đó hay thì anh em làm theo anh Đinh Hưng Binh nha. Phải ở đây có lớp keo cao su nhầy nhầy mềm mềm không? Phải không? Bấm OK hồi giờ nhìn thấy chưa? Thấy chưa nào? Riêng cục cái xe SH ý ở trong này có lớp keo nhầy 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 nè. Đó. Nó nhầy 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 nhầy. Thấy chưa? Thấy chắc là nhiều ông chẳng bao giờ để ý nhỉ? Mới ông làm mới ông phải để ý. Rồi. Lớp keo này mọi người có thể nhấc nó lên và đắt nó xuống. Bấy lớp keo này lên. Lớp keo này nó nhầy nhầy mà. Bấy nó lên. Đấy, nó chống nước, chống đồ. Bấy nó lên. Thì đương nhiên lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy hàng chân như thế này ngay. Chúng ta nhìn vẫn sẽ nhìn thấy chân. Nhưng nó vẫn có lớp keo. Mọi người bấy nó lên. Thì đương nhiên nó sẽ thẳng xuống ở dưới này. Còn bình thường không bấy lên thì đương nhiên nó chỉ có 50 thôi. Nhìn thấy dàn chân trên 50. Bấy ra một phát chúng ta sẽ nhìn thấy một chân dàn chân 100%.
được chưa? Đây, thịt mèo em không ăn được, ăn rồi. Đó. Rồi, mọi người bấy ra như thế này, mọi người sẽ nhìn thấy hàng chân như thế này, Oshike 3 và 19. Mọi người sẽ đấu cho tôi có điểm trở 105. Đó. 105. Điểm trở nhá. Tôi sẽ khoanh vùng ở đoạn này, mọi người sẽ đấu từ số 3 và 19. Đó. Điểm trở. Mọi người sẽ đấu có điểm trở 105 ở đây, mọi người biết bao nhiêu ký, bao nhiêu ôm không? Mọi người hàn cho tôi chân số 3 và chân số 19 đẹp như mơ ở trong này, mọi người bỏ lớp keo lên, bố ra nào nhìn thấy ở trong ấy, turbo vẫn còn là zin. Được không? Kết thúc cái lỗi 54. Được chưa? Mọi người hiểu không? Ok không? Hay là không hiểu, tôi lại vẽ lại. 105 là gọi là một mê đấy. Một mê là anh em biết bao nhiêu không? Bao nhiêu ký không? Một mê. Mega ôm. Các bạn đọc ra bao nhiêu ký nào? Thì đó gọi là hiểu. Một mê cũng được. Điện trở cho sai số. Các bạn chỉ cần bỏ cái điện trở, các bạn bỏ chân số 3 và chân số 19 nó nằm sát đấy. Các bạn lấy một hàng, các bạn hàn nhẹ vào phát xong. Các bạn lấy cao su, các bạn đậy lên lại, bố ra nào mà biết, tật cái lỗi 54. Được chưa? Đấy. Đây, số 3 các bạn bỏ điện trở ở đây, con điện trở này 105 nó to nha. Nó vừa khít, các bạn bỏ vào lấy một hàn, hàn bịt phát. Bởi vì chân này hắc ý nó sẽ dễ hàn hơn cái con Elizabeth. Được chưa? Làm cái này mới gọi là không ai biết hết. Cái gì ta có thể dùng có điện trở, dùng gì? Dùng điện trở 5V từ bộ ba cảm biến đưa vào dây tín hiệu. Làm như vậy thì người ta nhìn thấy sợi dây ở ngoài đấu. Còn làm như vậy thì không thằng nào thấy cả. IC vẫn 100% là zin. Cầm mỗi cái nhíp, thả con thì trở vào ngay ở giữa, sát bên dưới, lấy mọ hàn, nhấp bên này một phát, nhấp bên này một phát, dính cứng ngắc. Bỏ cái lớp cao su nhầy nhầy lên là xong. Điện áp cho dao động từ 0,5 cho tới 4V. Đấy. Mọi người đọc được con thì trở này bao nhiêu không? Bao nhiêu ký không? Bao nhiêu ký không nào? Đó, thì mọi người hãy nhớ điều đó. Đây. Hàn vào một phát là y xì đẹp. Đấy. Được chưa? Hoặc là điện trở kia cũng được. Thì mọi người có thể nhờ điện tử chơi cái này vào im xịt. Ờ, 105. Mọi người đọc ra chưa? Đọc ra bao nhiêu ôm chưa? Không biết thì tôi đọc dùm cho. Làm không thấy dấu luôn. Các bạn muốn turbo zin, làm theo kiểu zin. Nhớ 105.
Sao mọi người? Một lẻ năm kilo ôm. Đọc ra luôn đi. Vậy là Phạm Văn Tuấn này vẫn chưa biết rồi. Ai lại ghi là 1,5 kilo ôm? Được chưa nào? Đó. Đúng rồi, anh Nguyễn Văn Trương gọi là 1 tỷ, cho nó dễ nhớ. 10 lần 100 triệu nó sẽ là 1 tỷ. Mọi người mua con thì trở về gắn vào là xong. Có nhiều anh em không nhớ, anh em ra tiệm điện tử hoặc là ra những cái tiệm kia, anh em bảo bán cho tôi con điện trở. 10 lần 100 triệu là 1 tỷ, người ta sẽ biết ngay. Gọi là một mê. Một mê mà. Đấy, một mê nó sẽ là 1 tỷ đấy mọi người. Và con này 105 cho sai số. Đấy, mọi người có thể mua con một mê. 105, 102, 103, 104, mọi người gắn vào. Đúng không? Đấy, 102, 102, 104 mọi người gắn vào. Đúng rồi, 1 mega ôm nó sẽ là 1 tỷ đấy, gọi là 100 ký đấy. 100 ký nó sẽ là lên 1 mê đấy. Tỷ mà. Đúng không mọi người? 10 lần tỷ nó lại là bao nhiêu tiền nhỉ? Nó là 10 tỷ. Đấy, mọi người cứ thế vậy nhân lên. Nói tiền cho mọi người dễ hiểu. Cứ mê mê mới ôm mọi người khó hiểu lắm. Nên cái khóa học của tôi luôn luôn nói ở anh em là hiện tại đang có 2.000. 10 lần 2.000 là bao nhiêu? Anh em giơ tay 20.000. Mà 10 lần 20.000 là bao nhiêu? Anh em bảo 200.000. Ồ, điện trở sẽ là 200 ôm. À, 10 lần 200.000 là bao nhiêu? Winner hả? Winner bỏ ra Winner cảm biến góc 2 giây 12V. Mô tô Tuấn Hảo. Đấy, thì hy vọng là clip này mọi người ngày mai không mất tiền, gọi là tiền oan nữa. Rồi, gọi từ bậy bạ sâu cái nữa là gọi cái từ khó nghe, không mất tiền ngu nữa. Đấy, báo cái lỗi 54 thì đỡ phải mang qua kia mất 5 lít. Đi ra điện tử bảo nó hàn dùng một cái hoặc là mua về nhà tự hàn. Một làm một ly cà phê sữa đá hết tiền rồi. Tiền này, khô núi. Tiền đâu nữa mà mua. Tiền khô chạy túi, lấy đâu mà mua. Anh đang chờ ăn phố núi ở trên phố núi xuống bao em đi cà phê trong khóa học đấy. Có anh em nào yêu mến thương em thì tham gia khóa học à? Thì em mới có cà phê uống chứ. Tối giờ live stream chẳng có cái gì cả, chẳng trúng được cái gì cả, thì lấy gì đâu mà sống nhờ. Ngày mai ông nào lòng quạng mẹ được con turbo 2010 lắp cho 208 đỡ mất 5 lít. Cái đó là anh em đấu cầu chia áp đúng không? Người ta gọi đấu cầu chia áp, đấu cầu phân áp. Nói chung là lung tung cả đúng không? Rồi hai con móc cục như thế này. Cái đầu hai con vào nhau thì đưa vào dây tín hiệu. Một dây kia vào điện áp, một dây này ra mát, cái gì? Tùy theo anh em đấu.
từ từ nó sẽ đến. Ê anh Lê Văn Mạnh ơi, cái bộ ba mà vừa rồi của xe Novo anh gửi cho em cái. Kéo ông bán về chai rồi. Lê Văn Mạnh, tí vào Zalo hoặc là Messenger gửi em lại cái bộ ba em trả nó cái. Mấy trăm ngàn thì nó phí. Anh hiểu không? Phí tội em. Tùy theo cái cách đấu nó dễ mà mọi người. Nó đơn giản mọi người tới đây học online hoặc là học trực tiếp của tôi, mọi người đóng tiền mà tôi không dạy mọi người, mẹ tôi đuổi mọi người về, mọi người có phải tức không? Mọi người bỏ tiền tôi phải bỏ ra kiến thức. Thì tùy theo cái cách dạy. Ở trên mạng cũng vậy, thầy bà cũng vậy. Thằng nào cũng phu sang thì tử nó dạy, có mỗi thằng có một cách dạy riêng. Làm turbo, làm đồ cũng vậy, có mỗi thằng cách xử lý riêng. Nó xử lý mẹ nó bịt mồm luôn, không thấy luôn. Nên nhiều ông về nhà thì mẹ bảo thì mẹ thằng ấy giỏi thế này, ngơ ngơ ngác ngác thì mẹ đeo cái gì cả. Mẹ nó thấy mẹ turbo nhìn kỹ rồi, trước khi đi mẹ đánh dấu rồi. Thấy nắp đồ mẹ đánh dấu, dán tem mà nó bảo không khui. Đúng, nó không khui thật, đổ nó bảo đổ phần mềm. Ê, nhiều lúc anh em không có phần mềm thì sợ mất tool thì đổ mắt rồi. Lê Phong là có đâu em, ngày mai thì có 20 bộ em trai ơi. Cố gắng ngày mai gói ghém gửi em trai mấy bộ. Chẳng hợp em trai ngày mai anh có hai mấy bộ. Ngày mai thôi gửi em trai mấy bộ. Bữa mua của em trai chưa trả tiền ngại quá. Ngày mai đây, hàng đi kèm với nồi thì anh không thể nào gửi được ngày hôm nay. Ba máy motocan, một máy à, ba sờ một tuôn, một motocan mấy triệu bạc. Và mọi người hỏi tôi mua motocan CE mới thì thay vì mọi người mua con can 7 này, chất lượng hơn, giá như nhau, nó đọc full key, nhiều chức năng hơn, giá bằng nhau vài triệu. Ok Lê Phong. Đó. Được không mọi người? Rồi còn cái con này là anh em thợ này người ta chốt đơn rồi. Rồi ngày mai tôi mới làm. Tôi bảo chưa xong, mai lấy. Rồi chốt 8 xị, 7 xị rưỡi, tôi bớt cho 50, còn 700 rưỡi. Qua tôi cả đống này chưa lên cho mọi người. Được chưa? VVD này thì Điện Tuấn còn có 2 con thôi. Rồi lần sau tôi sẽ gửi sau cho anh trai nha. Đấy, ngày mai tiếp tục gửi con này, anh trai đã chuyển khoản rồi. Rồi và nồi niêu song chảo. CB. Rồi, xong. Đấy. Rồi tài liệu ngày mai bắt đầu tôi in ấn. Và tất cả anh em mà tham gia khóa học ở đây, nếu anh em học online rồi thì anh em mang tài liệu anh em vào nhé, để ghi chép thêm nhé. Còn anh em nào chưa đăng ký đầu tiên thì tới đây cấp tài liệu cho mọi người. Và đặc biệt nữa, mọi người tham gia khóa học ở đây, mọi người có thể tham gia mọi người sửa xe khách hàng luôn. Còn mọi người học ở kia xét hàng chẳng có mà sửa thì mẹ nó nhốt mọi người lại như một đống tù, nó dạy các bạn. Xe chẳng chạy thử được không? Đây, tiếp tục SH full nồi, Jekola, họng ga, rửa mẹ nó như cái chén ăn cơm. Mai thay phốt. Đây, mọi người này. Thấy không? Này. Cái này gặp tôi ký nữa, tôi còn xịt rửa sumo à, tôi lấy cái máy rửa xe tôi xịt. Đấy, cái này mới rửa xăng không, nếu còn ký nữa tôi rửa sumo xong tôi xịt. Khách hàng đồng ý tiền tôi làm mẹ nếu như cái chén ăn cơm. Và đặc biệt mọi người học ở đây, mọi người có thể tham gia, mọi người khách hàng vào có ban bận gì mọi người đều ra tham khảo luôn. Đấy, mọi người có thể chạy thử xe khách hàng, nếu khách hàng để lại chúng ta làm sao chúng ta có thể chạy thử được chưa. Tôi dạy ở đây thì mọi người sẽ có số lượng xe của tôi và mọi người sẽ được học xe khách hàng, nó không phải là nhốt các bạn trong một cái tù ngục để các bạn học vài cái lý thuyết vẹt. Xe các bạn chẳng được chạy thử, các bạn chẳng dám nẹt, thì lấy đâu mà các bạn giỏi được. Nó cắt cho bạn vài sợi dây, nó chỉ các bạn gì. Cái gì? Đủ một cài đặt độ 1, cài đặt độ 2,
Cái cài đặt độ 3. Tôi thấy điều quá nó hài hài vã người. Xong rồi lại đồng nhất hồng bộ thì phải cầm sợi dây cứ chọt mồm cái đếm 1 2 3 rút ra thọt vào. Tôi thấy hài không tả được là hài. Đây này. Rồi anh em đồng nhất họng ga nhá, rút ra cắm vào 1 2 3 cảm biến nhiệt thì phải rút ra bỏng hết cả tay. Quá tôi không biết là đồng bộ cái gì không biết nữa. Đây, đây vi sờ lại bỏ đây này. Đây khóa đây, lại tọi cái gì biết. Rồi. Đấy. Vít đây. Mai lại bụp. Rồi, đổ đít bóng từ bi hết. Anh em nên bỏ ra vài triệu tới với đây, tôi nói thật thật sự ấy, chứ không phải là tôi cứ cò kéo để anh em tới đây anh em chẳng được cái gì đâu. Mẹ nguyên cái dàn xe này và dàn xe khách hàng. Và dạo này khách hàng đang đông nữa, tha hồ mà nồi, mẹ ông này chạy thử, ông kia chạy thử. Quá khoái. Đấy, về nhà thì cứ vậy mà bụp đây. Tôi hết cả nồi làm nữa này. Đấy. Đây, dây cô la làm luôn. Nè, ga này, xử lý này, không thấy dấu này. Mềm, ẻo rẹo. Zalo gọi nhiều thế. Đó. Hello anh Lê Văn Mạnh nhá. Tôi nói thật luôn mọi người. Còn có nhiều vài người bây giờ cũng đang ì ài ẻo ra dạy mọi người xe chẳng có đầu tư. Thì mẹ cứ đòi tay không để bắt được giặc, để kiếm tiền của các bạn. Vậy mà nhiều lúc các bạn vẫn đâm đầu vào các bạn học. Tôi thấy nhiều thằng đang rụng rạo ra, mẹ cũng dạy cái phun xăng điện tử này, đồ đạc xe chẳng có. Mẹ nhiều lúc nó bảo thử làm một khóa, hai khóa coi có anh em học không. Lỡ may bây giờ đầu tư ra cả vài trăm triệu, cả nửa tỷ, bây giờ không ai tới học, đủ mà chết bán xe lỗ, đủ mà nghĩ như vậy không. Ồ, nghĩ đâu mà nghĩ kỹ như vậy. Anh em hỏi không? Đủ quá, nhiều thằng bây giờ cũng người mẹ mon me, mẹ làm được vài năm kinh nghiệm đi học ở trong những cái trường nào về đấy, có lý thuyết vẹt, cũng là đang thì mẹ mon me dạy phun xăng điện tử. Và nhiều thằng thì mẹ cũng nhắn tin với tôi bảo bây giờ anh mình cũng muốn dạy. Hỏi bây giờ anh đầu tư dàn xe không? Bảo đầu tư dàn xe, bảo đủ quá sợ lâu lấy lại vốn lắm rồi ơi. Giờ bây giờ đầu tư xe lặng quạng một con bán lỗ mẹ nó 2-3 triệu. Thôi bây giờ tao trả vờ, hay là anh trả vờ, hoặc là em trả vờ, hay là mình trả vờ. Đủ quá kêu gọi coi được 5-7 mạng dạy cái đá. Xe mượn của anh em. Đủ quá dạy kiếm vài triệu cái đá. Nếu mà được tiếp thì đầu tư xe, đủ quá nghĩ như vậy thì thôi. Má vậy mà nhiều ông cũng đâm đầu vào đủ quá học, bỏ ra 5-7 triệu, 10 triệu gì học cái mẹ gì. Thì vẻ xe đéo có học, tôi nói thật luôn đấy chứ. Nên nhiều lúc anh em thì phải cứ mất tiền ngu ở vấn đề đấy, tôi nói thật. Mẹ một cái thằng bèo nhèo như tôi ở cái đất quê này thì mẹ đầu tư cả một đống xe, huống chi mấy cái thằng ở thành phố. Mẹ muốn là lợi nhuận thì phải đầu tư. Nó đơn giản mà làm sửa xe cũng vậy. Bà mua cái máy vô lốp khoảng 14 triệu thì anh em mới vá được cái lốp xe ga, và đồng thời lốp nó mòn thì anh em mới thay được đủ mẹ khu vực tao. Má chưa có xe nhiều mày ơi. Tôi không biết là đầu tư cái máy vô lốp ra thì không biết có xe vào không. Để từ từ xe ga nhiều cái đá ta mới mua. Thì thằng khác nó ăn mẹ hết rồi. Đó, trên đời thằng nào cũng khôn như vậy. Và tao để cái tiền đấy 10 mấy triệu làm ăn để tao là kinh doanh. Thì mẹ thằng đéo nào nghĩ như vậy thì ông đời nào mà ông giàu được. Ê, Vũ Thi cảm ơn anh em. Đấy. Nên có vài bố thì mẹ cũng le hoe dở ra mấy năm nay đòi dạy.
đủ kêu gọi anh em tuần đồ hay là lễ Tết rồi họp mặt đủ giao lưu mở ra đủ mà hy vọng ở anh em ơi đủ trước khi anh em đến anh em ơi nhà có xe ga nào không đủ mẹ tao đi quên pha mày tao đi xúc be không à mấy con Novo là ít bạn coi có người quen hay người thân rồi bạn mượn cho mình con xe ga đi anh em mình tới thực hành. Thứ nhất các bạn làm như vậy có nghĩa là sao, đủ một con xe tới mà để học mở bung mẹ hết ra rồi tôi nói như vậy rồi lắp vào. Lỡ mai về nhà trả người bạn bè người thân nó đi cảm thấy rột rột ngày mai chửi bảo thì mẹ ta cho mày mượn xe mà đi đâu hôm nay đi rột rạt hết trần áo. Thứ nhất là các bạn buổi tối các bạn học, tôi nói thật luôn nhá, các bạn mang con xe tới thì mẹ thi nhau anh em 4-5 thằng bung tô vít đổ lung tung hết, xong tí nữa lắp được con ốc con thừa con thiếu, xong ngày mai các bạn về nhà các bạn trả xe thì mẹ nó chửi vào mặt các bạn. Tôi nói thật, mẹ làm ăn là phải đầu tư, mẹ một là thắng hai là chết. Còn bây giờ ai ai cũng muốn là đi mẹ sợ chết thì thằng nào khôn anh em hiểu không đấy. Nên các bố nào mà bây giờ chuẩn bị dạy ấy, tôi nói thật cho anh em này, tôi chẳng phải là nịnh nọt thì tôi chẳng phải là chê bai, anh em cảm thấy thích người nào thì anh em theo người đó thôi. Thầy nào cũng là thầy, nhưng trên đời này anh em cảm thấy thằng nào có đủ lượng xe, cảm thấy nó giảm dễ thì anh em học. Sáng gọi hỏi thăm sức khỏe anh, chúc mừng năm mới anh Lê Văn Mạnh. Tôi nói thật, còn bảo bây giờ thì mẹ bảo anh em mượn xe mẹ tới thực hành thì mẹ tối bon mét tháo ra, thằng đéo nào cũng lười khi tháo ra rồi học xong cảm thấy nhét cái FI này vào thì mẹ nó căng ép cái đầu mệt, lúc ấy bảo lắp xe đéo muốn lắp nữa đâu. Tôi nói thật, còn nếu mượn những cái xe về nhà đi rột rạt mẹ bây giờ SH hả, dễ mượn hả, mượn được về nhà bung tè le ra chứ. Đâu phải là mẹ dựng con xe SH tới đây đủ chỉ anh em làm như này. Phải mở nhựa ra đo mẹ nó IC rồi đo sạc, rờ le, đo ba pha, ở CKB phải bóc tắt ra chứ. Sờ mất kia mất đồ chứ. Đấy, anh em hiểu không? Nên nhiều bố thật sự mẹ muốn kiếm tiền của anh em, tôi nói thật. Cũng muốn thì mẹ chợt dẹt kiếm vài chục trăm triệu gì đấy. Nó đỏ lên thì đầu tư vài con xe. Thì mẹ vác toàn là mẹ những con xe lít SCR. Đời nhà Tống thì mẹ lên phân đồ, chỉ sơ đồ mặt điện. Đồ anh em ơi nhớ nhá, cả bến góc nhá, 4 giờ le. Xong rồi dũng xe thực tập. Con xe đấy cần gì phải thực hành, chỉ cho anh em xe sơ đồ cũng được. Đấy, anh em giục mẹ hết những con giờ le cho tôi. Cả bến góc nối như thế này. Khi mang vào bật đồng hồ tốc lô lên nó như thế này. Đầu tiên mở yên lên, kiểm tra cả bến góc ok nối nó lại. Không có thì vít luôn con RE cầm góc nối lại cho tôi là xong. Đồ mã xuống chỉ trỏ được mẹ phân tít tít mẹ AF. Đồ ấy nghi nó ghê lắm. Toàn ba cái xe địt mẹ đời là cỏ, đời nhà Tống, đời nhà Minh không, mua giá nó rẻ. Mẹ chưa đầu tư mẹ cứ mong thì rẻ để được anh em tin tưởng. Tôi nói thật đi mẹ, thật sự bản lĩnh của tôi đây, ngày xưa ở quê đây mẹ tôi còn đầu tư ít xe. Hai nữa có xe khách hàng ở đây. Nhiều bố xe mẹ đâu, nhiều bố thì mẹ đa số toàn sửa xe Dreamway là nhiều chứ. Tôi nói thật luôn. Thì mọi người thì tôi nói ra nhiều lúc mẹ mọi người bảo tôi nổ thế kia. Tôi là vậy đấy. Mẹ tính tôi muốn là nói như vậy thì nhiều anh em thì mẹ nhìn người mà tựa đôi vai vào. Không phải bỏ ra vài triệu thì mẹ nó dạy cho vài cái lý thuyết. Đấy, giảng cho khoảng 15-20 tối thì mẹ cứ lý thuyết thì mẹ lên nó chỉ trò như bố ông trời. Các em, nhìn vào đây thầy chỉ nhá. Đồ quá. Ở bên... chứ ở bên dưới cứ già trẻ ra. Thầy, em hiểu rồi thầy. Thầy, dạ dạ, ok thầy, dạ dạ. Ồ, tôi nghĩ ở trong cuộc đời này đi ở nhà thì mẹ bố mẹ gọi còn chưa dạ, lên đây gặp cái thằng thầy đi biết đang chỉ cái gì ba cái lý thuyết. Dạ dạ. Thì người không biết thì cứ tưởng thằng biết là giỏi. Đi lại thì nó có năng khiếu thì nó phải luyện chứ. Nó anh em hiểu không? Tôi thì không bao giờ tôi live stream mà tôi luyện cả. Tôi cứ nhá hứng là tôi live thôi, bởi vì công việc của tôi nó bận. Bởi vì nó quen cha rồi mọi người ạ. Tôi có xử lý nó cực kỳ là nhanh. Tôi có thể đang ở bên trái tôi rẽ qua phải, hoặc là phải tôi đi thẳng, hoặc tôi đi re. Đồ ngán thật.
Thì mẹ mô hình thì không đầu tư cái mẹ gì cả, mang vài con cảm biến lặng quạng chỉ các bạn, thì mẹ nó cứ đo này, nó hết mẹ ngày. Nó như thế này này. Em ơi, đây là bộ ba cảm biến nhá. Nó mua vài cái rắc của bên Nam Trang chẳng hạn như vậy, hoặc cái rắc xe bán ra nó nằm cho 5 sợi dây. Em ơi, đây là mát chung nhá. Em nhớ dây này là nguồn 5V cho thầy nhá. Rồi dây ngoài cùng này nó sẽ là cảm biến mát, à mát nha. Rồi TPS nha. Và dây ngoài cùng này nó sẽ là cảm biến gió nhá. Em này em đo này. Đấy, em đo dây mát mấy con này điện trở lên này, khoảng ký mấy 2 ký này, cảm biến gió này. Rồi em đo TPS này. Đó, nó sẽ thay đổi được này. Đó. Thì mẹ nó làm như vậy hết mẹ buổi tối rồi. Anh em hiểu không? Thì mẹ trong bây giờ sơ đồ nó viết mẹ hết rồi. Pop. Chín nháy, bập một nháy, bập phát ba nháy, bập phát hai nháy, số 1 và số 8, nguồn 5V. Đấy, ghi vào hai cái tài liệu nó có rồi, xong mai mốt trên máy nữa, chỉ cái gì nó nhanh và đồng thời đi vào thực tế. Rồi, anh em nhìn thấy, nhiệt độ IAT hiện tại đang âm tới 30 độ, chắc chắn 100% là đứt dây. TPS nó ở 0V, báo nháy số 8. Một là đứt dây, hai là bố nào nó xoay cái thanh này nó về điện áp 0V, báo nháy. Anh em, thứ nhất là bây giờ mở ra. Đây, chúng ta xoay này coi. OCK bị cái thanh giữ, lấy một lết nhỏ bẻ cái thanh lại cho tôi. Có nhiều thằng tam mau nó kéo TPS đấy. Đấy, nó bẻ lung tung đấy. Đúng không thầy? Thằng Đạt. Thật đạt vừa rồi mẹ nó hằn cho vỡ mồm ấy. Đó. Em ơi, xe đồ cái này em ơi. Em ơi, anh em đo cái này anh em ơi. Xong nhiều thằng nó lại chỉ mọi người. Đồ má mang con cảm biến nhiệt đây cho thầy. Lấy kho. Rồi đo. Rồi tiếp tục nhúng vào nước đá cho thầy. Cảm biến gió cũng vậy. Nhúng vào đá cho thầy. Để cho nhiệt độ nó âm nè. Dạy mẹ nó dễ hiểu. Nó chỉ là một con cảm biến nhiệt hoặc là cảm biến gió ở trạng thái gì là gì nhỉ, dạng điện trở âm, nó sẽ thay đổi giá trị lên xuống. Cái miếng sao bật khóa điện lên tùy theo môi trường trên 20 độ, như ở Sapa Lào Cai nó âm thì may lắm nó xuống khoảng vài độ, rồi nổ máy nó dao động lên là con đấy tốt. Còn bây giờ nó đứng yên khoảng 20 độ thì bố nào can thiệp bằng điện trở nó sẽ không thay đổi giá trị. Đấy, điện cơ nhiệt độ nó, động cơ nó nóng lên, nhưng thật sự báo ở trong cái máy thông số nó vẫn chỉ là vậy, thì đương nhiên động cơ nó nóng lên nó vẫn bơm xăng nhiều nên nó heo, nó không thay đổi được lên xuống. Thế thôi mà cái quan trọng là đớp và lượng được lúa nhanh hiệu quả, vào xoay ngược xoay xuôi phát mắt nó phải liếc. Thì cái đó thì mọi người phải đến đây rồi. Đến đây tôi hứa mọi người, tôi sẽ giao lưu mọi người nửa ngày về vấn đề kiếm tiền. Nó có bóng tèm này luôn. Dạy bài bản cho mọi người. Từng cắt chi ly, con xe vàng phải hắn mắt nhìn như thế nào. Khắt như thế nào. Nhìn, cắt đi đứng như thế nào. Tế nhị như thế nào. Không phải là mặc cái quần thì mẹ nó nhớt không, bục hết cả đít. Gặp tay khắt, em ơi kiểm tra cho ăn con xe này đầu cứ thế này này. Dạ. Sao anh nhỉ? Xe mình bị tình trạng gì nhỉ? À, kiểm tra anh cái, anh đi 2-3 thợ rồi, nó cứ báo lỗi này em. Hay bị không anh nhỉ? Dạ, em chạy thử cái. Đi về là nó mất mẹ tự tin. Hello, xin chào anh trai. Xe mình bị gì nhỉ? Anh chẳng giấu gì chú em. Anh nghe người khác giới thiệu tới cửa hàng chú em thôi. Anh đi thật sự anh đi 2 tiệm con xe này luôn, anh chẳng giấu gì em cả. Tình trạng như vậy anh bị lâu chưa, và tình trạng đầu tiên bị thế nào, và anh đi cửa hàng kia là không hết đúng không? Cho em mượn khóa xe em nổ em chạy thử cái. Rồi trước khi em chạy thử, mời anh ngồi ghế chờ em giây lát em quay về lấy cái máy hù ma dọa khỉ cái đã. Mày kết nối dây cali vào, tít, đọc. Trời ơi, xe này làm sao hai cửa hàng kia người ta không có cái máy chuyên môn này để người ta
đọc người ta xóa lỗi hay sao vậy anh? Anh có thấy gì đâu em? Nó cứ lấy cái dây điện gì đó mà hai thầy trò nó cứ bảo 1, 2, 3 rút ra cắm vào. Xong tí nữa đầy lỗi ở đây. Bởi vì phát cuối cùng nó tạo nhiều lỗi quá, nó chẳng có xóa. Anh thấy lỗi nhiều không? Rồi, em bắt đầu em sẽ xóa lỗi cho anh. Đồng thời reset khôi phục ạ. Và em kiểm tra thông số. À, cái này đang sai số. Bây giờ sao chú mày nhanh thế? Đó gọi là sự đẳng cấp. Đúng không mọi người? Vào cứ... Sao mà? Đủ quá như kiểu bị ngứa. Nhiều thằng khách nó bảo mẹ người mày ghẻ 3 ngày chưa tắm à. Ủa, chưa tắm tao né mẹ mày ra. Hoặc hay mày bị sida. Chúng ta làm những cái xe ga chúng ta phải cần có chuyên môn. Tôi nói thật. Và tôi nói thật luôn và chia sẻ nhiều anh em lớn và đặc biệt nhiều anh em lớn ấy, thì chúng ta ít mặc cái quần lót bên trong gọi là quần xì để bảo vệ con chim ấy. Mặc cái quần kia mà nó mỏng mỏng ấy. Nhiều bố mặc cái quần kia nó vẫn là một bục cục cục. Và đặc biệt nhiều người phụ nữ người ta không khoái về cái đấy chẳng hạn như vậy. Khoái nhưng người ta có ý thức, người ta không khoái. Bởi vì nhiều bố ngồi xuống nó bị. Bởi vì đa số bên trong mọi người mặc cái quần ngủ ấy, gọi là cái quần ở nhà nó khá là mỏng. Bởi vì cho nó thoáng mát. Tối chúng ta ngủ cho chim đồ nó thoáng mát. Thì ngày đa số mọi người cứ xỏ cái quần tây vào. Đặc biệt nhiều anh em lớn ấy, nó quần tây vào. Mà nhiều lúc nó nghiêng một bên thì mẹ nó cả bị. Nhìn nó mất hấp dẫn. Đấy, chúng ta thì ai không biết. Chúng ta phải tế nhị. Đấy, và quần áo chịu khó rồi, ngày thay một bộ vào, thay liên tục. Tôi thật sự áo này mấy áo ngày nào cũng phải giặt, nó ngứa. Thứ hai nữa là khách hàng người ta lướt qua mình, nó mùi dầu nhớt, nó hôi hôi, khăm khẩm ấy. Tôi thấy nhiều ông thì mẹ về nhà cứ tụt cái quần vắt mẹ lên đấy. Rồi sáng mai ăn sáng uống cà phê xong rồi mặc mẹ nó vào, đi làm, nó nhớt nhát lắm. Hai nữa khách hàng đi ngang qua nhiều người đẹp, người ta dị ứng với cái mùi đấy thì mẹ lướt qua cảm thấy thằng này thấy bẩn thế, dơ bỏ mẹ đó, anh em hiểu không? Đấy, nên chúng ta chịu khó làm tiếp xúc với tùy theo cái nơi và cái môi trường làm việc và đặc biệt ở tùy theo ở khách nào chúng ta phải đồng thời chúng ta phải chịu khó thay đổi. Đôi khi nó bẩn, nó bồm xồm nữa, mẹ để cho người ta đánh giá mẹ thằng này sửa xe mẹ chuyên nghiệp sạch sẽ, vào thì mẹ phải làm nhanh gọn. Nên có mấy thằng lính của mấy thợ tôi thì mẹ nhiều lúc tôi muốn phi cái mâm vào đầu nó luôn. Mẹ có cái mâm không thì mẹ mâm thiếu, tôi lại ra chợ tôi mua khoảng 10 cái mâm. Xe vào không cần biết làm cái gì. Mẹ đã mở ốc trên xe là phải có cái mâm ở bên dưới. Pích một phát là thả ốc trên nó sạch sẽ. Ốc thì cứ gác chỗ nọ, gác chỗ kia thì mẹ bỏ xuống dưới. Đi nhiều lúc thì mẹ xe đông đá mẹ đi cái. Đi tìm ốm và đặc biệt mất cờ lê. Cái khay 60.000, khay inox ấy, ngoài chợ nó bán thiếu gì làm phát chục cái. 600 mấy, 650. Mẹ xe vào pha phát cà lê ra ngoài đấy, nó sạch sẽ. Rồi vá lốp hay lốp cũng vậy, ốc áp nó rơi ra nó bỏ mẹ trong đấy nó gọn. Mình cầm hai đứa lúc nào mà xe đông ấy, mình cầm cái mâm cái là bê đi cả hết. Đây mẹ lại đi lượm con tô vít này, lượm con ốc này, lượm cái bát này, hết mẹ ngay. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, đó là cái cách mà để ứng xử và chúng ta phải làm nó phải chuyên nghiệp thì phải cầm cả súng lên bóp o nghe re kịch thì mẹ nó mới sướng cái lỗ tai được, đúng không? Trên đời cái gì nó phải là sướng, một thằng thợ nó phải sướng cái điều đó cái đã. Mà cầm cái súng bắn vít hay súng gì bỏ vào cái tay thì mẹ bóp còn nhấp nhấp o chích chưa. Nhiều lúc tôi ở đây thật sự ra mới thợ tôi làm biếng đầu tư đồ nghề, tôi định đầu tư cái dàn đồ nghề vip bỏ trong cái tủ vip khoảng vài chục củ, tôi đầu tư cho khách vip cần lực đoàn hoàng đầy đủ, mẹ khách vip ngoang vào ốc bỏ vào phát bắn rít, đầu tư súng bi khoảng 7-8 triệu gì đấy. Đôi khi chán đồ nghề tôi ở đây cùi bắp cực kỳ, bữa nào anh em vào đây anh em học anh em xem đồ nghề tôi nói rằng cùi bắp nhất của Việt Nam này luôn, nhưng xe ga tôi vẫn tỉa như là thổ phỉ. Vậy nó hơn nhau ở chỗ đấy nữa chưa. Nên nhiều người làm vài năm người ta thay đồ nghề là đúng. Bởi vì cái đồ nghề tùy theo cái đồ xịn và cái đồ nó không xịn. Đồ xịn thì chúng ta xài được bền. Đồ lâu thứ nhất là cái cà lê nó sẽ ngả màu. Nó không còn cái màu trắng bóc như kiểu kinh tơ lông hay là cái gì đấy. Nhìn nó sắc sảo. Đấy, nó không đẹp. Còn thật sự đầu tư đồ xịn chịu khó lau chùi mẹ
có xe mang vào kéo tủ rét đồ nghề le mắt, khách hàng mở cái tủ đồ nghề nó nhìn thấy nó khoái. Đấy, tôi định làm một bộ như vậy, chỉ có mình tôi xử lý và đồng thời chăm sóc những con xe xịn, ví dụ nồi, hỏng ga vân vân. Đấy, giá cả nó sẽ lên khoảng 10.000 hoặc là 20.000 để phục vụ. Bộ đồ nghề bỏ vô soi để lé mắt, rút ra phát kéo ra chớp sáng lên như kiểu kim cương. Đấy, thì không, mọi người. Đấy, tôi đi làm cái đấy. Thì trước khi khách vào tôi cũng nói luôn cho khách hàng, em hứa là sửa con xe này nó sẽ mắc hơn 50-70 ngàn hoặc là 100 ngàn so với tiệm khác, bởi vì em đầu tư bộ đồ nghề có thể lên tới 50 triệu. Anh em nhìn này, và em có thể nhấn mạnh cho anh một câu nữa, anh đi hết ở đây không ai có bộ đồ nghề luôn, bởi vì bộ đồ nghề này nhiều lúc người ta gần mở được cái tiệm thì chẳng ai đầu tư đó. Anh em nhìn thấy bộ đồ nghề của em không, láng ho, đụng vào con ốc của anh là hầu như nó ôm khít khít, không có độ xê dịch quá nhiều cho phép, bởi vì chắn tiền trạng ốc cứng bắn gai nó hơi bị mòn chẳng hạn như vậy. Đúng rồi, cái đồ ấy, đồ đó rất là Dương Nguyễn, King Tony, đúng rồi, King Tony. Thì mẹ để ngày mai anh coi Lộc Phát tới đâu anh gọi chú làm anh bộ, có cả cái hộp nữa nha, mua cái hộp ấy. Ê, con nghiên cứu cho anh bộ nha, xuống khoảng mấy triệu nhờ chú em, bộ bao nhiêu tiền ấy, báo anh cái là ngày mai mẹ anh xin vợ hoặc là anh trúng cái lô gì cái, anh gọi chú gửi anh phát, tôi đi về nhà tôi phục vụ như vậy, đúng rồi, King Tony. Đủ nó kéo cái hộp ra nhìn nó bài bản, xe nó vào nó cầm cái tủ tôi du đẩy tới đủ kéo ra, đủ nó làm con xe khách hàng phải phê ốc bởi vì nó ngon lành cằn đào. KTC nữa sư phụ, đời thì Tuấn ở đây không tin, bữa nào tới học coi, tôi nói ở Việt Nam này nói ra thì mọi người cười, nhưng cuộc đời tôi chẳng có cái mẹ phải sợ cả, bởi vì có cái gì tôi nói một bộ đồ nghề thì vẫn tồi tàn luôn, ngoài cảm thấy tôi nghe được tiếng súng của tôi cảm thấy nó sướng, bởi vì mấy thợ đấy làm vít lung tung. Ngày xưa tôi có bộ tiếp ở đây, tôi chỉ còn mẹ mang ra phát cắt vào, tôi đưa bộ tiếp ra tôi cứ vậy tôi bắn. Bữa nào anh em đi học đồ anh em đừng có cười, tôi bảo đồ hóa mang thương hiệu Tega thì Tuấn Sega nó tiện nhiều đấy, mà dàn đồ nghề nó quá tệ, tôi chỉ cần có cái tiếp với cái súng thôi, mấy cái T8 và T10-12 đồ nó còn dàn đồ nghề tôi nó nát, tô vít đủ nó lính đồ nó mài đồ. Đồ nó mài, đồ mài thì không ra mài, dẹp thì không ra dẹp, vuông thì không ra vuông, đủ mới lính mà tay nghề nó chỉ có tới đó thôi. Đơn giản mà cái lò ép này cũng vậy này, đồ nó độ một cái bạc đạn ở bên trên nó siết nó ép nó quay nhẹ như vậy nó không làm. Đồ mà cái lỗ ở dưới này cứ bỏ nó ngoáy ngoáy cái nào cái lỗ này nó ngoác ra, tôi phải nó phép nó lấy vợ mà vợ mà cái tủ cung mà không co giãn chắc cũng tét hết bọn nó, bởi vì nó không có cảm giác để cầm cái búa hay là cầm một cái vấn đề gì để nó sửa, mà cứ bò vào là nó ngoáy. Anh em thấy cái lò vá ép này đúng không? Ở trên này nó có cái lỗ này để xiết cái cây vào trong này đúng không? Nó làm lét ra, sờ vào là có quặng chảy máu. Thì nó làm cái viên bi ở trên đấy, nó mài cái cốt kia đi, nó bỏ vào, bỏ viên bi xiết thì mẹ nhẹ êm ru. Đây y hài ục nó kéo. Cái lò nó bình thường nó thẳng như này, bây giờ nó băn mẹ ra như này, vẫn xiết được. Nên vừa rồi tôi mới phát hiện ra, vừa rồi mùng 4 Tết tôi khai trương tôi vá vài cái lốp, tôi phát hiện ra thì phải tôi bảo thì phải bọn lính này giỏi thật, gọi là thợ chứ thợ lại giỏi thật, thì phải nó băn ra như thế này, lét ra vậy nó vẫn siết được, thì phải cứ vậy cần siết nó siết, cần lắc nó lắc. Mà tôi thua, tôi thì kiếm viên bi tôi độ vào cái lá cho nó nhẹ. Nên đôi khi người ta biết người ta không dùng lực đấy, người ta dùng cái trí tuệ, bởi vì nhìn cái chúng ta phải cảm giác, thì chúng ta phải độ chế cái. Thì vậy đây nó cứ dùng như này nó siết, bởi vì bọn nó khoảng đùa 18 đôi 10 mà nó khỏe. Siết mà cái lò mẹ cứ bằng cái chữ V ở bên dưới mà nó cong nó lét ra như này, mọi người biết không? Siết mạnh nó đủ, mắt chân nó rắm cái lò cứ vậy. Cứ đơn giản thì cứ vậy nó siết. Thì thôi. Nồi hơi quả đúng rồi. Đấy. Đấy chú của em Dung Nguyễn kia ngày mai Dung Nguyễn. Quá chán. Dũng Nguyễn ngày mai chú hỏi ăn bộ đấy bao nhiêu tiền nhỉ? Cả cái tủ nữa.
anh muốn có cái hộp kéo ra kéo vào, vậy mẹ anh làm xong anh lau. Tôi ngày xưa thật sự đồ nghề tôi nâng niu lắm, nhưng mẹ ngày nào mất cái gì tôi biết ngay, tôi phải tìm cho ra. Ở đây nó mất, nó mất im mẹ luôn. Khi mà mình xài mà mình không thấy đâu nữa, hỏi nó bảo mất rồi. Nghỉ rồi con ơi, không bơm được, khóa hơi hết rồi, đang dạy học. Đi xuống dưới này bơm chút này, đang dạy học mà. Nếu không có bơm cho chứ. Mười ba củ rẻ quá chú ơi, có bộ nào VIP hơn không? 13 củ vẫn rẻ, mua cho xứng đáng luôn chú em, đầy đủ. Một bộ duy nhất cho một người làm, kéo ra cái tủ phát tối ăn tự động ăn lau để ăn phục vụ. Mẹ bao nhiêu bộ nồi đâu, cho 20 bộ nồi đi, 30 bộ đi, mẹ khách hàng vào người ta cũng khoái. Em làm cho anh con xe có thể mắc hơn 100 ngàn, 200 ngàn, lính không đụng chạm. Ok, ngày mai chụp hình cho anh cái nha chú. Ông có ok bắn tài khoản, gửi anh một bộ. Ui, cái tủ không nữa 13 triệu hả? Mấy dàn đồ nghề bao nhiêu tiền, thế nào chốt cho cái giá. Đủ cái tủ 13 triệu đắt thế nhở? Ui giời, cái tủ 13 triệu phê thế nhở? Mà tủ nó đẹp, đẳng cấp mọi người à. Thì mẹ nó có cái hộc, nó kéo. Về nhà mình làm thì cũng được, mà nó xấu. Thì đồ nào phải bỏ cái tủ đấy nó mới xứng đáng. Nhưng bây giờ mình có đồ xịn rồi, ví mình mua được con trâu mình tiếp thì làm cái chuồng. Ba ban đứng đây không sập. Tủ 13 củ nhỉ, thì phải chát thế nhỉ. Bằng mẹ cái tủ quần áo, tủ quần áo có 10 triệu 4 phòng 4 ngăn. Mà bây giờ có đồ nghề ấy, mà mình không bỏ vào cái tủ thì nó không VIP. Đấy, nên rất khổ vậy. Bây giờ mình mua bộ đồ nghề khoảng mười mấy 20 triệu chẳng ngoái. Bây giờ mình bỏ cái rổ hoặc là mình bỏ trong cái tủ của mình thì mở ra nó không sướng. Đủ kéo ra nó mới sướng. Ơi, mai chốt nhá, bao nhiêu lúa để anh đập một phát nếu anh còn yêu nghề. Anh tấn tay ơi. Chỉ có anh mỗi Phạm Văn Tuấn, bởi vì tên Tuấn, Phạm Văn Tuấn với Đình Tuấn nó như nhau. Anh hiểu em. Tim nó đang đập. Thình, thịch, thình, thịch, thình, thịch, thình, thịch. Ở đây cứ nồi múa liên tục. Tôi hy vọng rằng 18 này chúng ta dạy anh em với còn duyên, khách hàng tới đây liên tục. Những cái ban nào cảm thấy nó ô chỉ kê nồi niêu xong chảo, hay là cái cách để tôi tư vấn, thì mọi người chịu khó đứng dậy một chút xíu, ngưng học trong vòng khoảng 30 phút. Bởi vì cái này tôi dạy cho mọi người cả ngày và cả chiều luôn, cả sáng cả chiều. Nếu thích nữa buổi tối tôi sẽ giảng đạo cho mọi người. Và giảng cái bí mật thì đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài được. Tôi phải cần có một cái chỗ nó yên tĩnh. Nói giảng về những vấn đề nó quan trọng, nó phải là nhỏ nhẹ, không thể nào nó lung tung, nói ngoài này ngoài kia nó nghe mất. Lộ hết tẩy. Thế là mọi người, rồi clip livestream của tới đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em, cô dì chú bác, anh em thợ máy trên toàn miền tổ quốc Việt Nam, hôm nay sẽ là ngày mùng mấy nhỉ, mùng 7, mùng 8, mùng 9 đi vậy. Rồi luôn luôn sức khỏe. Còn anh em nào luôn luôn đồng hành và yêu mến thì cứ vui lòng liên hệ với tôi, truy cập vào Zalo. Tôi đã gửi cái đường link ở bên trên. Và cần gì về thiết bị máy móc hoặc là tham gia khoa học, cảm thấy nó vui, có ý nghĩa, gặp tôi là có niềm vui, thì mọi người cứ tựa vào vai của tôi nha. Chi phí với khóa học online hay là trực tiếp thì nó cũng khá là ít. Còn là tất cả mua máy từ đây hết tháng riêng luôn luôn có quà ưu đãi cho mọi người, tùy theo sản phẩm, số tiền nhỏ hay là lớn. Lớn thì đương nhiên quà nhiều, nhỏ thì quà ít. Nó luôn luôn phải công bằng như vậy. Chứ không phải ông này mua quà lớn lại giống quà nhỏ được. Không phải ông này mua thiết bị nhỏ mà lại quà bằng quà lớn. Cuộc đời này tôi luôn luôn muốn lại mang lại công bằng cho quý vị và anh em thợ máy. Chúc quý vị và anh em thợ máy năm nay cố gắng gặt hái được 1 tỷ. Tôi mới được có 115 triệu. Chắc hôm nay nữa là 120. Tôi còn khoảng là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? 880 triệu nữa cán đít 1 tỷ trong vòng còn hơn 11 tháng. Thì bây giờ cứ làm sao ung dung hai vợ chồng tôi bất động sản, tôi sẽ kiếm cứ một tháng 100 triệu. Thì đương nhiên từ đây tới Tết, nó còn 11 tháng nữa lại là Tết, thì đương nhiên nó sẽ là có tỷ 1.
Nhưng bây giờ tôi cần 88 triệu nữa thôi. 880 triệu nó sẽ cán mốc tới. Là con thì chở lúc nãy đấy, một mê. Mega ôm. 10 lần 100 triệu. Rồi, cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip video kế tiếp. Nếu đêm mai có nhà hứng tôi lại thông báo. Bây giờ về vợ con chúc. Chào nhau cái đi nào. Đúng hay sai? Đúng hay sai là sao? Lê Văn Mạc. Mọi người ở trên thấy trên Facebook này, Việt Nam này, thấy thằng Cú Bắp và Tay Ga Đình Tuấn ở quê mà giảng dạy, mọi người cảm thấy mọi người thấy vui và thú vị không ạ? Mọi người thấy thú vị không? Hay là cảm thấy tôi mẹ không đủ đẳng cấp để dạy mọi người? Gọi là tôi truyền đạt cho mọi người chứ đừng nói là từ dạy, nghe nó cao sang, mọi người bỏ tiền. Tôi hướng dẫn mọi người về FI. Mọi người thấy ở trên mạng Việt Nam này mọi người theo dõi nhiều không? Mọi người theo dõi nhiều chứ. Nhóm nào cũng thấy mọi người, Facebook nào cũng thấy mọi người, YouTube của ông nào cũng thấy mọi người. Mọi người thấy tôi thú vị không? Phạm Văn Tuấn nhớ em hai bánh chưng nha anh trai nhá. Em khoái bánh chưng bác lắm rồi đấy. Đúng là bình thường chứ thật sự em cũng hơi buồn một tí. Đáng lẽ Tết rồi, đáng lẽ em phải đặt bánh chưng ở quê rồi gửi em khoảng vài cái em ăn cho nó vui, bình thường thích. Bánh chưng vuông, ở đây không có gói, ở đây là bánh tròn tròn. Nên đôi khi em chẳng ăn được nhiều, chẳng qua mình đôi khi mình thích, mình nhớ quê hương. Miếng ba chỉ bỏ vào trong dứa, gạo nếp và đậu xanh, đúng không? Đấy. Và ít tiêu ở miếng thịt ba chỉ. Bởi vì chúng ta ướp ba chỉ mà. Đấy, chúng ta gói bằng lá gì nhỉ? Mọi người là gói bằng lá gì? Đấy. Đấy, chúng ta bỏ ít vào trong đấy. Xong chúng ta luộc lên, đó là cái bắp. Rồi chúng ta sẽ làm củ kiệu, củ đồ đấy thì nó sẽ là ok. Bởi vì tôi rất lâu rồi không được ăn bánh chưng. Đặc biệt bố mẹ tôi ngày xưa tôi nhỏ, bố tôi dân Bắc luôn luôn gói. Đáng lẽ em của tôi, đáng lẽ gần Tết hoặc là ăn Tết xong nó phải gửi shipper tôi hoặc là gửi xe chứ. Nó gọi là tình nghĩa, anh em nó ra xe phát. Hôm sau gửi đây, bỏ thằng phụ thốp. Rồi khi cái đó hơi quá một tí. Để qua đôi khi tôi thèm ăn. Rồi cảm ơn anh trai. Ủng hộ em hai cái bánh chưng. Thế thôi. Lá rong. Chuẩn. Lá rong thì ngày xưa đa số chúng ta lên rừng. Còn bây giờ có rất nhiều người trồng. Bản thân tôi ngày xưa tôi còn nhỏ thì bố tôi lần bố tôi lên rừng để bố tôi chặt lá rong. Và nhiều lúc chặt nhiều chúng ta có thể mang ra chợ bán. Hoặc chúng ta không lên rừng chúng ta lấy thì chúng ta có thể ra chợ mua. Thì sau tương lai này nhà người ta có vườn nhiều, người ta trồng khoảng vài bụi. Đấy. Hoặc là có cái dịp gì ấy người ta thích ăn bánh chưng thì người ta lấy cái lá đấy, người ta gói luôn. Đúng không? Tôi nói là chuẩn. Còn đa số bây giờ nhiều nhà là trồng. Đấy. Thích ăn cái gì cái gói. Bánh chưng lá rong nó ngon. Rồi xin chào mọi người. Xin chào.